Chiều nay, Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á đã có cuộc họp trực tuyến rất quan trọng để lựa chọn quốc gia đăng cai giải bóng đá vô địch Đông Nam Á AFF Cup vào cuối năm nay. Singapore và Thái Lan đều bày tỏ mong muốn được tổ chức và đáp ứng đầy đủ những tiêu chí trong hoàn cảnh dịch bệnh này, nhưng chỉ có một quốc gia được lựa chọn theo thể thức thi đấu tập trung của giải năm nay. Ban thi đấu của Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á với 7 thành viên đã bỏ phiếu kín và kết quả cuối cùng là Singapore đã là quốc gia được lựa chọn đăng cai AFF Cup. Đây là quyết định tương đối khó khăn của Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á bởi cả Singapore và Thái Lan đều có những kế hoạch chi tiết cho việc tổ chức giải đấu này. Giải đấu sẽ diễn ra từ ngày 5 tháng 12 năm nay tới hết ngày 1 tháng 1 năm 2022.